Hải phát cầu. Điểm cho Tiến Dũng 1-0. Cầu tốt điểm 1-0. Nào mấy bạn này nào, ngồi hết xuống ghế nào. Cầu trong sân điểm 2-1. Cầu ngoài sân điểm 2-0. Chung kết rồi anh. Bán kết 1. Cầu tốt điểm cho Đức Hải 3-2. Điểm 3-0. Cầu tốt điểm cho Đức Hải 4-3. Điểm 4-0. Điểm cho Đức Hải 9-7. Em thắng rồi. Nhưng mà tí nữa còn đấu với Trường Thiện. Nào nào, bỏ ghế ra. Bỏ nhỏ tốt điểm 8-9. Con gái mình con. Bỏ ghế ra nó vào. Cỏ nhỏ tốt điểm 11-8. Đề nghị hai đội đổi sân. Đây cho ông, cho ông này, cho ông ống đấy, những cầu cũ cho ông đấy, lấy mấy quả. Bỏ nhỏ tốt điểm 9-12. 10-12. Trọng tài rồi đi. Cầu tốt điểm 11-12.
12 đều. Cầu Sóc Sơn điểm 13-12. Điểm cầu tốt điểm 13-14. Cầu tốt điểm 13-14. Thế con về đi thấy ạ. Thôi vậy thì nếu có giải thì con về lên nhận. Điểm 14 đâu. Bây giờ lấy mà con thua. Con được thu được cả hai. Được giải nhì. Giải nhì lắm. Điểm 16-14. Cái mới đấy. Đây. Sao cái này vẫn còn quả cầu mới mà. Cầu mới chưa kia. Cầu tốt điểm 17-14. Ban tổ chức xin thông báo tại lượt trận tiếp theo bán kết 2 giữa Bảo Lộc cặp Minh Thông, lứa tuổi đơn nam cấp 2. Cắt đi phải ngoài cho trong mà. Điểm 17-14. Bỏ nhỏ tốt, điểm cho Đức Hải 15-17. Cầu ngoài sân. Bỏ nhỏ tốt, điểm 16-18. Cầu ngoài sân. Cầu tốt điểm 20-16. Buộc lại dây giày Đức Hải. Buộc lại. Ba triệu hay ta mua cho mày ba triệu quay dây quẩy để cho mày ăn hết. Không ăn hết. Tao đếm đủ quanh một cái mày kiếm tiền hết bao nhiêu. Hai đội bắt tay.